Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày an lành. COCC Thưa quý vị, bốn chữ đó là viết tắt cho chữ con ông cháu cha, làm cho chúng tôi nghĩ về cái chữ con ông cháu cha này khi nghĩ về những cái chính phủ, những cái lãnh đạo độc tài, có nghĩa là cha thì làm lãnh đạo thì sẽ cài cắm gia đình của mình vô để mà nối dài cánh tay quyền lực và COCC được thể hiện rất rõ trong chính phủ Cambodia hiện nay. Vào ngày hôm 22 tây tháng 2, tờ Khmer Times là tờ báo chính thống của Cambodia giật một cái hàng tiết phải nói rất là trang trọng sự kiện lịch sử Hun Mani, trở thành phó thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay đó là sự kiện con trai út của ông cựu thủ tướng Cambodia là Hun Sen là ông Hun Mani, quý vị đang thấy trên màn hình 41 tuổi được bổ nhiệm làm phó thủ tướng và với cái sự kiện này như vậy thì hiện nay ở Cambodia Ông Hun Sen ông bố thì làm chủ tịch hội đồng cơ mật, con trai cả là Hun Manet thì làm thủ tướng, rồi ông con trai cả mới bổ nhiệm con trai Úc là Hun Mani làm phó thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử cầm quyền của uh, của Cambodia. Rồi nữa, con trai giữa là Hun Manis hiện nay là trung tướng, cục trưởng cục tình báo của Bộ Quốc phòng của Cambodia. Coi như là cả gia đình ông Hun Sen bây giờ quyền lực đã được củng cố và toàn vẹn và trải dài từ nhánh lập pháp cho đến nhánh hành pháp rồi bộ quốc phòng coi như là nắm hết trong tay. Quý vị nhớ là vào hồi tháng 8 năm ngoái, ông Hun Sen đã từ chức thủ tướng sau hơn 29 năm cầm quyền, là lãnh đạo chính phủ nắm quyền lâu nhất trong lịch sử của Cambodia. Tưởng là ông lui về hậu trường để cho thế hệ trẻ lớp kế thừa lên thay. Thì đây, lớp kế thừa chính là dàn con trai của ông. Con trai ông, Đại tướng Hun Manet, 46 tuổi, lên ngay lập tức nhận lấy chiếc ghế thủ tướng mà ông để lại. Rồi ông anh, như chúng tôi thưa, bổ nhiệm cho ông em. Ông em lên làm phó thủ tướng, coi như là anh là thủ tướng, em là phó thủ tướng và cái người con trai giữa 42 tuổi như chúng tôi nói là cục trưởng cục tình báo của Bộ Quốc phòng. Phát biểu sau sự kiện bổ nhiệm phải nói là làm cho thế giới rất là nể về chuyện COCC, con ông cháu cha. Phát ngôn viên của chính phủ Campodia nói, đây là một kỷ nguyên mới trong việc phụng sự đất nước và nhân dân. Đây là một sự cải cách các chức năng công để tăng cường năng lực cũng như là sự hiệu quả của các công bộc tại Campodia, gọi là đầy tớ nhân dân đó thưa quý vị. Cứ nhắc mỗi lần mà nhắc tới chữ đầy tớ nhân dân là mọi người toát mồ hôi hột. Khi mà những đầy tớ nhân dân ở đâu cũng có những nước như Campodia, những nước như là Việt Nam vẫn thường gọi mình là đầy tớ nhân dân nhưng mà đằng sau những cái chữ đầy tớ nhân dân đó có rất nhiều những cái câu chuyện tham nhũng quyền lực và sử dụng cái vị trí cái chiếc ghế của mình để mà vơ quét vơ vét của cải trong thiên hạ hai cái chữ công bọc làm người ta lạnh hết sống lưng và báo Khmer Times cũng viết là việc bổ nhiệm ông Hinmani nằm trong đường lối của đảng nhân dân Cambodia về việc trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. Trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, xưa nay câu chuyện tre già măng mọc có gì lạ đâu. Nhưng vấn đề là gia đình ông Hun Sen trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo nhưng mà không có cho một cái kẻ hở nào để những người trẻ tài giỏi khác ở Cambodia có thể chen chân vào chính trường mà chỉ là câu chuyện giữa cha và con ra truyền và con nối và nội các của ông Huynh Sen cũng được đánh giá là nội các COCC với nhiều vị phó thủ tướng, bộ trưởng là con em của các lãnh đạo lão thành. Từ câu chuyện này, thưa quý vị, thì làm cho chúng ta lại nhớ đến ông bà mình ngày xưa có nói công nhận ông bà mình ngày xưa, thưa quý vị, nhiều khi học cũng không bao nhiêu hết, chữ cũng không biết bao nhiêu hết, nhưng mà cộng nhẩm, quý vị để ý không, ông bà của mình cộng nhẩm thì rất là nhanh và nói những cái câu ca dao tục ngữ thì gần như câu nào cũng đúng câu đó ví dụ con vua thì lại làm vua con sải ở chùa lại quét lá đa hay là sau này thì người ta lại có cái câu mới ở Việt Nam là ở thời buổi bây giờ thứ nhất là hậu duệ Thứ hai là tiền tệ và thứ ba là quan hệ. Có ba thứ này, cuộc đời chắc chắn là sang trọng và vẻ vang. Đó là những gì mà chúng tôi nghĩ và quan sát. Khi nhìn về sự kiện Cambodia có phó thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử. Một câu chuyện nữa cũng sẽ làm cho quý vị giật mình. Đó là ông tỷ phú Elon Musk được đề cử giải Nobel hòa bình. Đây là một sự kiện hẳn hoi chứ không phải là một lời phím của chương trình sự kiện trong ngày. Theo Reuters đăng tin, nghị sĩ Đảng tiến bộ của Na Uy là ông Marius Nielsen mới đây cho là ông vừa đề cử ông Elon Musk, chủ tập đoàn SpaceX và Tesla và mạng X xứng đáng được nhận giải Nobel hòa bình vì nhiều lý do. Thứ nhất, Elon Musk đã kiên quyết bảo vệ đối thoại, tự do ngôn luận và khả năng bày tỏ quan điểm của một người trong một thế giới mà ông mô tả là ngày càng phân cực, một thế giới mà nó có quá nhiều xung đột, một thế giới mà nó có quá nhiều sự chia rẽ. Cái việc Elon Musk mua lại mạng X với giá 44 tỷ đô la Mỹ để làm chủ mạng xã hội này để cho bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận của người dân hơn thì cái việc này ông xứng đáng được nhận giải Nobel Hòa Bình. Đó là quan điểm của ông nghị sĩ bên Na Uy. Nhưng mà hãy xem trong thực tế như thế nào thưa quý vị. Một thế giới phân cực và có quá nhiều xung đột ư. Và Elon Musk đã làm gì để mà giải quyết những cái xung đột đó? Câu chuyện ở chiến tranh Ukraine. Quý vị nhớ là Elon Musk đã đăng cái dòng trạng thái ở trên chính mạng X của mình khi mình là ông chủ của mạng X là Twitter trước đây. Elon Musk nói là OK bây giờ đánh nhau hoài mệt quá, Ukraine và Nga đàm phán hòa bình đi và để mà hòa bình đó Ukraine chịu mất đất đi, mất lãnh thổ của mình đi, mất bốn cái vùng mà Nga công nhiên, công khai và đương nhiên sát nhập bốn cái tỉnh Kherson, Zaporizhia. Donetsk và Lugansk mất đất đi là có hòa bình. Chắc chắn chuyện Ukraine cho đến bây giờ, người ta đổ máu, đổ nước mắt, hy sinh bao nhiêu thứ gia đình ly tán, chỉ để rồi bây giờ một câu nói phán như đùa, nhẹ như lông hồng, chịu mất đất đi để có hòa bình. Đó thực sự là để giải quyết những cái xung đột, để làm cho thế giới bớt phân cực hơn ư? Hay cả câu chuyện Đài Loan, Elon Musk cũng từng nói, Ô, oh, Đài Loan thì thuộc về Trung Quốc đi để thế giới này bớt loạn lạc. Đó thực sự là một cái giải pháp để khiến cho thế giới này bớt vân cực hơn ư. Và sau cái lời phát biểu đó, Elon Musk đã bị bên chính quyền Đài Loan gọi như là tác nước gọi như, phản đối một cách kinh khủng. Họ nói là Elon Musk, ông làm ông chủ, ông làm thương gia đó thì tốt hơn và hãy biến đi chỗ khác để mà kinh doanh. Đừng có lẻn vãn ở đây trong lúc là Đài Loan vẫn còn đang chống lại cái sự ngoạm, cái sự thôn tính của bên Trung Quốc. Rồi để giúp cho mọi thứ nó đỡ phân cực hơn ư trong cái cuộc bầu cử. Trước đây Elon Musk thì nói là tôi không có đảng phái gì hết á. Tôi muốn là mọi thứ là nước Mỹ này đừng có dân chủ hay cộng hòa. Cứ mâu thuẫn với nhau hoài. Nhưng mà ngay khi ngay khi vừa làm chủ của mạng Twitter vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, Elon Musk ngay lập tức tuyên bố là tôi bầu cho đảng Cộng Hòa và ông kêu gọi những fan của ông ấy, hãy cũng đi bầu và bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Đó là một cái lời nói, một cái phát biểu mang đầy tính chính trị, chứ không có vô tư như lời Elon Musk vẫn thừa nhận. Rồi, xung đột ở Trung Đông, ngay từ lúc cái cuộc chiến tranh ở giải Gaza, Hamas đưa quân vô tàn sát của bên phía Israel vào ngày 7 tháng 10 làm cho 1.200 người chết và nó dẫn đến một cái cuộc trả đũa khủng khiếp của bên phía Do Thái ở trên giải Gaza và làm cho 30.000 người chết. Thế giới hiện nay cũng rất là đau đầu về cái sự kiện này. Liên Hiệp Quốc rồi cũng rất là đau đầu không giải quyết được chuyện này. Elon Musk có những cái phát biểu bài Do Thái và để cho mạng xã hội này tràn ngập những cái phát động những cái phát ngôn đầy kích động và chia sẻ tới mức độ mà Liên Hiệp Quốc rồi Ủy ban Liên Âu họ nói là họ bắt đầu một cái cuộc điều tra đối với mạng X như thế này để coi là tại sao ông chủ Elon Musk lại để lan truyền quá nhiều những cái thông tin thật giả lẫn lộn trên mạng xã hội này. Đó, đó là những gì mà ông Elon Musk đã làm. Có phải như lời ông nghị sĩ Na Uy nói là ông mua lại mạng X để làm cho mọi người có tự do ngôn luận nhưng trong một cái thế giới hòa bình bớt vân cực hơn hay không thì sự thật thực tế đã trả lời. Rồi nữa, ông nghị sĩ bên phía Na Uy nói là Elon Musk mua lại mạng X để mọi người được tự do ngôn luận bởi vì nền tảng này có xu hướng kiểm duyệt người dùng. Và sau thương vụ này, Elon Musk đã sa thải phần lớn nhân viên rồi gỡ lệnh cấm của nhiều tài khoản, trong đó có tài khoản Twitter của cựu tổng thống Donald Trump. Đây là thực tế. Quý vị nhớ không đâu xa, ngay vào hồi thứ sáu tuần trước, chúng tôi đã thưa quý vị, người vợ của ông Alexei Navalny, bà Yulia, ngay sau khi cái chết bất đắc kỳ tử của chồng mình đã lên tiếng trước thế giới gửi đi một thông điệp đối với ông putin là chồng tôi mất đi nhưng một nửa trái tim tôi một nửa linh hồn tôi và một nửa cái khí khái của tôi vẫn còn đó và tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp của chồng bằng cách là tôi sẽ chống đối lại đối với điện kremlin và đối với putin vậy mà cái lời kêu gọi này đã bị mạng X kiểm duyệt và suspend và đình chỉ cái tài khoản của bà Julia luôn. Tới mức độ là bà phải hỏi rằng tôi làm gì sai, tôi nói gì bậy mà mạng X lại đi khóa tài khoản của tôi. Rồi nữa, cái chuyện mà sa thải nhân viên với những cái lời hứa là tự ra đi đi tự 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 từ chức tự uh, resign đi để rồi sau đó sẽ được những cái khoản bồi thường nhưng mà bây giờ những đơn kiện vẫn còn đang mắc lại ở các tòa khi mà những nhân viên của mạng X tố cáo rằng ông chủ Elon đưa ra những lời hứa hẹn nhưng rồi đã không có giữ vững không có cam kết cho nên bây giờ họ đang nộp những cái đơn kiện tập thể đó là những gì thực tế đang xảy ra kể từ khi Elon Um, quản lý đối với mạng X và một chuyện nữa quý vị, hơn 60% những cái tài khoản những cái thương hiệu họ đã rơi bỏ nền tảng này mà đi, họ không còn tài trợ, không còn quảng cáo nữa và Inamus cũng than vãn về câu chuyện này rất là nhiều và bởi vì họ nói là bây giờ mạng X trở thành một cái nền tảng xã hội mà tuyên truyền và đầy những cái thông tin thật giả và kích động cả những cái sự chia rẽ và bạo lực đó là những gì đang xảy ra hiện nay rồi nữa ông nghị sĩ bên phía Na Uy nói là Elon Musk là có công lắm trong cái việc cung cấp hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink để hỗ trợ Ukraine quý vị nhớ là Ukraine trong những ngày này họ nói rằng họ có được những cái thông tin tình báo cho thấy là Nga cũng đang sử dụng Starlink và quý vị nhớ là trong cái sự kiện mà khi mà Ukraine phản công và tấn công và dùng những cái xuồng tự lái tấn công vào Crimea. Khi mà những chiếc xuồng tự lái này chuẩn bị tiến đến cái phần mà bên phía quân đội của Nga đang chiếm đóng, tự nhiên hệ thống tín hiệu bị tắt cái bực. Và trong cái cuốn hồi ký viết về Elon Musk, Elon Musk đã thừa nhận rằng mình đã ra lệnh để tắt cái hệ thống Stalin không thể điều khiển cái xuồng tự lái mà Ukraine tấn công vào bên phía Crimea đó là những gì mà Elon Musk đang làm cho cuộc chiến tranh của Ukraine. Rồi nữa, ông nghị sĩ Na Uy nói là những cái công ty mà Elon Musk thành lập, sở hữu hoặc điều hành nhằm mục đích cải thiện xã hội, nâng cao kiến thức về trái đất không gian chắc là ông ấy đang muốn nói về SpaceX, chắc là ông ấy đang muốn nói về Neuralink, công ty về thần kinh học. Mới đây, Elon Musk đã khoe rằng mình sử dụng AI để mà mổ cái hộp sọ của người ta, rồi cấy những cái con chip vô và và những người dù có bị tàn tật nhưng mà sau khi cấy chip như thế này sẽ có thể điều khiển được con chuột vi tính và sẽ có thể đi lại mới nghe qua thì thấy rằng ô oh, đây là một công nghệ và có thể giúp đỡ cho con người nhưng mà những nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo Neuralink không phải là công ty đầu tiên tiên phong trong cái lĩnh vực này vấn đề là những công ty khác đã thành công trong việc giúp đỡ những người tàn tật sử dụng cái suy nghĩ của mình để mà có thể vận động nhưng họ không có mở mổ hở hộp sọ ra và họ không có phải cấy những cái con chip trí tuệ nhân tạo vô trong cái bộ não của con người lưu ý chính elon musk đã từng giống lên cái tiếng nói lo ngại về trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt cái đời sống nhân loại nhưng cũng chính elon musk đang nuôi một cái tham vọng thông qua Neuralink có thể phát triển trí tuệ nhân tạo là sản phẩm riêng của ông tỷ phú này. Đó là câu chuyện về ông tỷ phú Elon Musk. Để mà trả lời cho ông nghị sĩ của bên phía Na Uy đã tán dương hết lời, cho là Elon Musk xứng đáng được nhận giải Nobel Hòa Bình. Và trong giải Nobel này được công bố vào tháng 10 của năm nay, thì có những nhân vật được đề cử như Đức Giáo Hoàng Francis, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, rồi Tổng Thư ký NATO là ông Jens Stoltenberg, nhiều tổ chức phi chính phủ và có cả cựu tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã được đề cử rất nhiều lần và cũng đã bị hụt rất nhiều lần. Và chính điều này đã làm cho ông Trump rất là phát cấu và hy vọng nhiều người ủng hộ ông là hy vọng là năm nay có thể là ông sẽ chạm tay vô được giải Nobel Hòa Bình xem như cũng có một cái giải để đời để lại trong cái sự nghiệp chính trị của ông kể từ năm 2016. Thì đó là câu chuyện về ông tỷ phú Elon Musk và nhân nhắc về cựu tổng thống Donald Trump thưa quý vị thì một trong những cái rắc rối và đang làm cho ông Trump vô cùng đau đầu không phải chỉ là rắc rối pháp lý bởi vì những câu chuyện đó nó xảy ra từ hồi tháng 5 của năm ngoái kể từ lúc mà ông chánh biện lý Avin Brad truy tố ông Trump trong cái hồ sơ Stormy Daniel trả tiền tư cho cô đào kêu dâm Stormy Daniel nhưng mà những ngày này nè, ông Trump đang đau đầu là bởi vì lấy tiền đâu ra để trả cho một cái phán quyết rất là nặng khi mà ông chánh án Egoron ở tòa New York vừa mới dán một cái mức án phạt khủng khiếp gần 350 triệu đô la Mỹ, xin lỗi, 355 triệu đô la Mỹ vì những cái gian lận về tài chính. Ông Trump không nhận rằng mình có tội và chắc chắn là ông sẽ kháng án vấn đề là từ ngày ông chánh án đưa ra cái phán quyết này thì ông trump phải có nghĩa vụ để mà trả cho cái phán quyết này trước khi ông đi đến cái bước thứ hai là kháng án lên tòa trên và vào ngày hôm thứ tư thưa quý vị luật sư của ông trump đã nộp thỉnh nguyện ra tòa xin tòa là chầm chậm anh chánh án ơi chầm chậm để mà cho tôi có tiền để mà đóng mức án phạt, bởi vì theo luật sư của ông Trump nói đó là cái mức án phạt này á nó quá lớn, cái tầm cái 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 tầm vóc của nó rất là lớn và bà Bộ trưởng Tư pháp Blitzecher HM thì đang rất là háo hức muốn là trừng phạt ngay lập tức, muốn thu tiền phạt ngay lập tức, thậm chí vào ngày hôm thứ ba bà còn nói rằng tôi đang trông chờ ông Trump mà không đóng đủ tiền phạt á thì chính quyền New York sẽ tịch thu những cái tài sản địa ốc của ông ấy theo AP người ta tính toán thưa quý vị, với cái luật của New York mà lãi suất 9% dựa trên mức án phạt thì ông Trump sẽ nợ New York 1 triệu đô la Mỹ, kể cả tiền gốc là 354 triệu và kể cả tiền lãi tính mỗi một ngày, tiền lãi mà ông Trump phải đóng trong cái hồ sơ này là 87.502 đô la Mỹ. Thế thì tính từ đây cho đến thứ tư tuần sau, sơ sơ ông Trump sẽ nợ thành phố ở tiểu bang New York là 1 triệu đô la Mỹ thưa quý vị. Số tiền đó không hề nhỏ và đó là lý do mà ông Trump đã viết đơn ra tòa, yêu cầu chánh án là chậm lại cho họ 30 ngày để họ có cái thời gian và tính toán và gom góp tiền bạc và để đóng mức án phạt trước khi đi đến cái bước xa hơn. Ông Trump thì cho rằng là ông sẽ kháng án với lý do là không có nạn nhân trong cái hồ sơ này. Nhưng mà bà Bộ trưởng Tư pháp Lee thì nghĩ khác. Và bà nghĩ như thế nào và những cái bước kế tiếp bà sẽ làm gì? Chúng tôi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.